gần tao quá vậy? Thì đâu có sao đâu, nhưng mà người ngoài nhìn vô tưởng tao đi chung với mày á. Ừ, thì đúng là đi chung mà. Bởi vì vậy nên tao mới thấy khó chịu. Người ngoài nhìn vô tưởng tao là bạn bè thân thiết với mày á. Ở ngoài đường đâu ai để ý đâu, bạn lo chi cho mệt vậy? Đáng ghét, hôm nay còn dám trả chiều tao nữa. Ủa, Sicilian! Anh Minh! Yeah! Ủa, con mới đi học về hả? Dạ, đúng rồi. Ủa, con chú đi đâu vậy? Ừ, chú đi lòng vòng thôi. À nè, con muốn cởi ngựa về nhà không? Dạ muốn. Đi, lên. Ê. Ôi mẹ ơi. Rồi, cởi ngựa đi về nha. Dạ. Ghê. Đi thôi, cà lập, già như trái dâu tây rồi mà còn chỉ chờ cưỡi ngựa nữa. Để khi khác là tao không được đâu. Không chịu không, không biết giàu à. Nghe lời ba để khi khác đi, không cởi ngựa, không có ổn đâu. Trời ơi thôi mà, nghe ba nói nè, đừng ba cởi không có nổi đâu. Không, ba nổi mà. Bây giờ khi nào mà con giật vào áo ba là ba phải kêu hí nha. Rồi té bây giờ đó xuống với con. Rồi 1, 2, 3, ba đứng lên đi. Trời ơi thiệt tình luôn á, rồi giờ 1, 2, 3 đi ba hí nha. 1, 2, 3. Lên đi ba. Lên không nổi lên. Lên đi. Xuống rồi. Ngựa gì mà yếu muốn chết à? Trời ơi, ngựa cũng phải già chứ con. Ôi, không chịu đâu. Tiếp đi ba. Tiếp cái gì nổi nữa, cục cái lưng của ba rồi nè. Đi mà. Đi mà ba. Ba mổ rồi, để ba lên nằm nghỉ xíu con ơi. Nhanh lên, đúng rồi, nhanh lên. Cố lên ba, cao lên, miếng nơi, gắn lên, yeah. Xuống. Gì ba? Cho bà nghỉ chút đi, tao quá. Nhanh đi mà ba. Ồ, cho bà nghỉ chút xíu đi, ba mệt quá chút xíu rồi bà cởi tiếp. Vậy thì con sẽ đi cưỡi ngựa Julian. Ngựa Julian là ngựa gì? Là con ngựa của Tâm Anh cưỡi ba. Trời ơi, nói ba nghe nha, ngựa Julian chạy nhanh lắm á. Con muốn cưỡi ngựa chạy nhanh như ngựa Julian. Đi mà ba. Cho ba nghỉ ngơi chút xíu mà. Đi ba, đau quá à, thiệt á. Đi một lần thôi mà, một lần thôi, một lần. Bây giờ về đi, con sắp thi rồi đúng không? Mà hai chuyện đâu có liên quan gì đâu ba. Thôi ba đừng đánh trống lảng, đi mà. Nghe ba nói nè, có liên quan ba mới nói chứ. Nếu như kỳ thi này con được 10 điểm, ba sẽ cho con cưỡi ngựa Julian, chịu không? Ba nằm mơ sao vậy? Chỉ có được 10 điểm không có tưởng thôi. Bởi vậy ba mới nói ráng thi đi, ráng thi được 10 điểm ba sẽ cho cưỡi ngựa Julian ha. Ba nói thiệt, ráng đi. Mà ba hứa rồi nha. Ừ. Móc miếng. Đây. Xin hứa nha. Hứa. Vậy là anh hứa là Lam Chi mà đã được 10 điểm thì anh nhờ Julian làm người cho nó cưỡi đó hả? Ừ. Anh hay quá ha. Rồi lỡ như nó được điểm 10 rồi sao? Trời ơi, lo gì, yên tâm đi. Lam Chi làm gì được điểm 10 mà em sợ, toàn là 10 nữa thôi mà. Nằm mơ cũng thấy được điểm 10. Nó mà được điểm 10, anh tính sao cho coi được đó. Không có được đâu, yên tâm đi. Lam Chi ơi, mình làm xong rồi nè. Bạn chép lẹ rồi còn đưa cho mình đó nha. Thôi khỏi đi, tao không thèm đâu. Bạn học đó hả? Bộ đuôi sao không thấy? Tao đang học bài. Lần đầu tiên hả bạn học đó nha, lạ ghê. Tao nói cho mày biết nha, tao mà chịu học á là tao dở hơn mày gấp trăm ngàn lần luôn.
vậy làm bậy. Hãy đợi đấy, tao sẽ cưỡi được mày. Lam Chi, em nhìn gì vậy? Tập trung làm bài đi. Ba mẹ ơi, ba mẹ ơi, ba. Cái con nhỏ này sao mà mang dạy vô nhà? Con được 10 điểm nè. Cái gì? Hả? Con được 10 điểm thiệt đấy. Trời ơi, 10 điểm thiệt. Thì con ngựa Julien đó mẹ. Yeah, ngựa phi. Yeah. Nghe là ý của chị là muốn em làm ngựa cho Lam Chi cưỡi á hả? Phải đó. Thật ra Lam Chi nó rất có thích trò này. Chị mở miệng ra nhờ em á, chị cũng áy náy lắm. Nhưng mà chị cũng không biết phải làm sao nữa. Em đang giúp đỡ giùm cho chị nha. Giúp đỡ giùm cho chị đi. Từ hồi đó tới giờ Lam Chi lần đầu tiên trong đời nó mới được 10 điểm đó. Please, em giúp đỡ giùm cho chị đi. Một lần này thôi. Coi như là em giúp đỡ bạn bè đi. Chị hứa là chị sẽ hậu tạ em xứng đáng nha. Ok, ok chị. Cảm ơn em. Dạ. Dạ chị. Chị cứ yên tâm đi, em giúp cho. Cô Liên. Julien, làm chi tới gặp con kìa? Tới rồi hả? Ừ, Julien, con bé nó gặp anh chưa vậy? Chú mang này rồi. Rồi còn cái này là cái gì đây? Là đế sắt á. Khi mà chú mang về vô nha, chú chạy về nha, thì nghe cái tiếng lọc cọc mới giống ngựa được. Chú mang vô lẹ đi. Chú cúi đầu xuống miếng đi. Hả? Cái gì nữa vậy? Cái này gì vậy con? Trời, ủa chú không coi phim luôn hả? Trong phim mấy con ngựa nó hay đéo này nè. Mình cần phải thay nhiều thứ nữa. Chú mang về lẹ đi. Tại sao chú phải chạy tới khi còn khỏi còi vậy? Cô làm cái gì làm chi? Ngựa ngoan của ta tới giờ ăn rồi. Ngựa ngoan, cà rốt của mày đây. Quá, cái gì vậy? Làm ngựa thì phải ăn cà rốt chứ. Cắt, hạ lưng xuống, hạ xuống. Cái gì bây giờ phải chạy nữa hả Lam Chi? Đương nhiên rồi chú, phải chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên, nhanh lên nữa, nhanh lên. Yeah, yeah, yeah. Hay da, hay da, hay da. Hay da, hay da, hay da. Hay da, hay da, hay da. Ăn miếng cà rốt đi nữa. À, giỏi. Chạy nhanh lên, nhanh lên. Hí đi. Cái gì phải hí nữa hả? Đương nhiên là phải hí rồi, là ngựa mà. Ngựa phi, ngựa phi, băng qua hạ nguyên. Yeah, ngựa phi đừng già.
mẹ ưng ai con tìm đây để kiếm chồng cho mẹ chồng cầu hôn.